Chào cả nhà nha. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một cái bài học xương máu của mình luôn. Mình nghĩ là nhiều người biết, nhưng mà tại vì mình cũng mới biết cho nên mình chia sẻ cho những ai chưa biết. Đây là một cái bài học rất là xương máu mà mình chắc chắn là sẽ nhớ hoài luôn nha mọi người. Thì chuyện là hôm rồi mình vệ sinh cái sân thượng của mình đó mọi người. Đây là cái sân thượng nhà mình. Mình vệ sinh đó thì mấy cái cây củi nè, khô nè. Đó, mấy cây củi khô mình mới đem đi đốt, mình làm biếng đem xuống dưới nhà mình đốt trên này luôn đó. Thì mình đốt nó ra như vậy đó, mình đốt thành than luôn. Nhưng mà mọi người biết sao không, khi mình đang đốt á, khi mình đang chụm ở đây đốt nè, thì buổi trưa nữa nó nóng quá, nó nóng quá cái bắt đầu tự nhiên mình kia nghe nó kêu rắc 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 rắc. Mình nhìn kỹ lại thì là mấy cái gạch á nó bị dợp lên hết luôn, bị dợp lại lên, nó đâu lại với nhau nè, đâu lại theo kiểu hình mái nhà á, nó không có bể gạch nhưng mà nó cứ giống như nó phồng lên vậy đó. Ôi mình sợ quá, mình lấy cái vòi nước nè, lấy cái vòi nước mình mới xịt ướt hết cái đám lửa để mà nó nguội lại. Thì sau đó là nó vợp lại hết nguyên một đường ở đây, cái mình mới đập nó ra. Đó mình đập ra, sau đó mình tự mua xi măng về mình mới chét lại, dán lại. Mình nghĩ là cũng không đánh đổi, nhưng mà mình ngủ một đêm thức dậy thì bên đây nó lại tiếp tục vập lên tiếp, giống như là bị ảnh hưởng liên đới vậy đó. Đó cái mình cũng đập ra, nhưng mà mình nghĩ là vấn đề thì nó đã nghiêm trọng rồi chứ không như mình nghĩ nữa, cho nên là mình quyết định là thôi kêu anh thợ quen thường đến sửa nhà mình đó, thì ảnh đến ảnh coi ảnh làm cho nó chắc cú luôn. Thì anh thợ đến anh coi thì kết quả là cuối cùng là bây giờ mình sẽ phải là hôm nay là ảnh đập hết đó, ảnh đục lên hết tới cái lớp cuối dưới để mà ảnh làm gì, ảnh làm chống thấm trước, anh đục lên ảnh chống thấm. Cái này là cái chất chống thấm pha với lại xi măng nè, đây là cái chất chống thấm ảnh mua nè mọi người nè, bữa nay ảnh mua chống thấm nè. Thì hôm nay là xong cái phần này đó, là chống thấm cho ngày mai nó ok, là bắt đầu ngày mai mới bắt đầu là mình mua gạch về mình lót gạch lại cho nó đàng hoàng lại, đẹp đẽ lại đó. Thì cái kinh nghiệm rút ra là cái gì, là đừng có dại dột đốt lửa nóng ở trên nền gạch. Gạch này là gạch men ha, thì đừng có dại dột, tại vì nó khi sức nóng của nó sẽ làm cho nó bật lên, nó dợp lên hết. Thì thật sự đó giờ mặc dù mình không có biết, nhưng mà lúc mà mình đốt mình cũng ngại, mình cũng nghĩ đến một cái chuyện gì đó, cho nên mình cũng có lót, mình lót nó hở lên một khúc gì nè, nhưng mà nó quá nóng đi cho nên nó vẫn bị bong lên. Thì kết quả là mình phải thuê thợ về làm, thì sơ sơ hết cũng 2 ngày công, ngày 500 2.000 triệu, cộng với lại cái thùng đó cũng hết 300 mấy chục ngàn ông mua giùm mình, rồi xi măng cát đó, lặt vặt này kia thì cũng hết 1 triệu mấy, gần 2 triệu đó. Đó, bài học kinh nghiệm là chỉ có gì lý do đốt mấy cái củ mục cho nó sạch sẽ cái sân thượng, để mình định mình tuốt cái sân thượng lại này kia cho nó sạch đẹp, mà đâm ra cuối cùng là mình mua một cái bài học là trị giá gần 2 triệu đồng. Thì mình chia sẻ cho mọi người để những anh chị em nào mà chưa biết thì biết, để đừng có dại dột ngu giống mình nha. Mặc dù mình già rồi nhưng mà nhiều khi không phải là cái gì cũng biết hết, có những cái mình chưa trải nghiệm thì bây giờ mình trải nghiệm đấy. Còn những ai mà làm trong ngành này hoặc là những người có nhiều trải nghiệm thì chắc cũng sẽ biết cái vấn đề này. Thì đó, thì mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi ha.
xong xuôi, xong rồi nha cả nhà, xong rồi nha cả nhà, xong xuôi nha. Rồi còn dọn dẹp nữa, chỉ là xong một bài học trị giá gần 2 triệu.